2096. Đánh lại ván trước à? Đấy, giống hết ván trước. Chơi kiểu hy sinh à? Thì chơi. Khác còn chưa rồi đấy. Đen chơi nước táo bạo hơn, đó là hy sinh tốt. Giữ tốt. Mình không nghĩ đây nữa hay. Đen có quá nhiều tốt yếu. Okay, mình sẽ đe dọa vào tốt này. Ở đây thì đen có thể ăn vào tốt này, còn mình sẽ ra xe. Liên hậu. Ngay giờ. Được phết nhỉ. Thì mình sẽ xiên. Ở đây nếu ăn thì mình sẽ ăn xe, có lẽ là trắng đen sẽ ăn trước, ăn xe trước. Lên tượng, chúng ta thấy là để tránh nước chiếu. Ra phát à. Lên mã. Có lẽ muốn đưa xe ra. Đuổi hậu. À, đuổi hậu. Đang hòa quân. Đuổi thôi. Đổi nốt tượng vậy. Mã lên. Xe.
hòa thôi. Món này đen chơi cũng chuẩn bài. Kình đang tính xem là mình sẽ đánh nước nào tiếp theo. Ăn mã. Lên bắt tốt. Xe. Chắc chắn là không đổi rồi. Ngu gì. Bắt luôn còn tốt. 42 giây. Món này đen đi nhanh thế nhỉ? Láo nháo à. Ba mươi bảy giây. Không chiếu nữa. Bây giờ mình sẽ vào mã đây. À nhưng mà xe đứng đây rồi nhỉ. Đây rồi. Chết. Tưởng dễ ăn anh à. Tưởng dễ ăn anh à. Nhầm mất. Xem có hết không. Tuyệt vời. Không phải là may, CTC đã thắng ván thứ hai. Cao thủ Serbi. Ok, hôm nay mình sẽ chơi khác đi. Hay cục English. Biến Simochiko, tức là biến đối xứng. Đây chúng ta thấy Simochiko. Chơi
giật hậu về ngay, nhanh gớm. Ok, bây giờ mình sẽ đưa tượng lên và đưa hậu lên C7, sau đó đưa xe ra tấn công con tốt yếu này. Đưa tượng lên. Chưa biết để làm gì. Đưa mã lên. Thôi chạy đi. Mình nghĩ là nếu đuổi ăn lên thì sẽ không hay. Trắng sẽ kết nối được cấu trúc tốt và mở cục C. Con tốt này thành tốt yếu. Chúng ta cứ phải kiên nhẫn. Chui tượng vào đây thì mình sẽ lên hậu nữa. Ra xe. Rồi, con tốt này đẩy hai nước. Ok. Block lại. Đẩy lên. Về hậu. Đánh nhanh thế nhỉ? À, đuổi hậu, về hậu. Đuổi xe. Vào đấy. Xen lên. Xuống đấy, chúng ta thấy là để tấn công con tốt này. Này, tấn công. Chạy đâu? Là xuống đây một nước. Mình sẽ đuổi xuống, đuổi xe, đúng như vậy. Nếu không sẽ mất tốt này, nếu xe mình ăn lên thì tượng sẽ chui vào. Đấy là ý đồ của trắng. Sao đây? Nếu lên đây thì mã mình ăn về. Khả năng xe ăn lên, còn nó tốt ăn lên thì sẽ mất xe này. Xe ăn lên thì mình sẽ về tượng để đuổi xe bắt tốt. Không chạy. Chất đấy. Đuổi thôi. Lên hậu đây để tấn công câu này, mình sẽ đưa xe lên một nước. Rồi. Lên xe. Giữ tốt. Ăn đi đã. Xuống đấy.
Vào rồi đã. Ôi! No! Không thể tin được, không nhìn ra nước chiếu này. Nhưng mà khó tránh. Hậu nó chui xuống đây rồi. Kể mà đổi con tượng này hơi sai lầm. Mất một con tượng phòng thủ. Tỷ số là 2 đều.